Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Hilux phiên bản một cầu tự động, ngoại thất là màu trắng ngọc trai. Thì sau hơn 2 năm vắng bóng thì hiện tại Toyota Hilux đã trở lại Việt Nam với 3 phiên bản và đều đạt được cái tiêu chuẩn khí thải là Euro 5. Và đầu tiên em sẽ đi một vòng xung quanh ngoại thất và báo cho anh chị về giá bán của các xe Toyota Hilux phiên bản hiện tại, và sau đó em sẽ cập nhật chi tiết hơn về chiếc xe này đến anh chị. Thì chiếc xe Hilux có 3 phiên bản. Phiên bản đầu tiên là 668 triệu là phiên bản 2 cầu số sàn. Tính ra lăn bánh cho anh chị ở thị trường Bắc Ninh nó sẽ rơi vào khoảng là 713 triệu. Để mang xe về nhà trả góp tối đa thì anh chị chuẩn bị cho em số tiền là 189 triệu. Và phiên bản thứ hai, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản một cầu số tự động thì có giá niêm yết là 706 triệu. Và hiện tại thì em đang giảm cho phiên bản này là 12 triệu tiền mặt. Tính ra đăng ký xong xuôi lăn bánh cho anh chị sẽ rơi vào khoảng là 742 triệu và trả góp tối thiểu là 197 triệu. Phiên bản tiếp theo, phiên bản 2 cầu số tự động Adventure thì có giá niêm yết là 999 triệu và hiện tại thì bên em đang hỗ trợ là 15 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị thêm gói phụ kiện nữa, thì tính ra lăn bánh cho anh chị sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 049 triệu. Trả góp thì anh chị chuẩn bị trước giúp em số tiền là 277 triệu là lăn bánh. Vừa rồi thì em đã đi một vòng xung quanh ngoại thất để và cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Hilux thời điểm hiện tại, thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2024. Và hiện tại và trước mắt chúng ta đây là phiên bản một cầu tự động. Và phiên bản này thì đã được cập nhật một số tính năng. Thứ nhất là về mặt ca lăng đã thay đổi dạng tổ ong này, có chữ Hilux ở đầu xe. Xe thì được trang bị cụm đèn bi LED giống phiên bản cao cấp, nâng cấp phiên bản ngày xưa thì chỉ là đèn halogen thôi, phiên bản hiện tại thì đã bi LED rồi. Đèn sương mù dạng LED, hai cảm biến trước. Ở phần thân xe thì la răng có kích thước là 17 inch. Gương xe thì vẫn là chỉnh cơ anh chị ạ, nhưng mà có gập cơ nhưng mà có chỉnh điện rồi. Còn ở phần đuôi xe thì nắp thùng đã có sẵn lót thùng rồi ạ, có sẵn lót thùng theo nhà máy rồi. Đuôi xe vẫn vậy và được trang bị thêm là 4 cảm biến phía sau. Xe Toyota Hilux thì được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan và phiên bản này là phiên bản một cầu số tự động, có dung tích động cơ là 2.4 lít máy dầu, cực kỳ tiết kiệm. Và phần nội thất của xe thì nội thất màu đen, ghế thì vẫn là ghế nỉ vẫn vậy, và màn hình thì đã được nâng lên là màn hình 10 inch. Điều hòa cơ tuy nhiên là cho ra cái độ rất là mát. Xe thì đã được trang bị là cruise control và đèn tự động anh chị ạ, tự động ở đây màn hình. Và hàng ghế thứ hai của xe không gian của các dòng xe Toyota nói chung thì rất là rộng rãi, tuy nhiên là dòng xe bán tải của các dòng thì đều có cái hàng ghế thứ hai khá là rộng, đó là cái đặc điểm chung của xe bán tải rồi, để lại cái diện tích cho cái thùng xe ở phía sau. Đó, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Toyota Hilux cũng như là cập nhật cho anh chị về giá bán của các dòng xe, các phiên bản của Toyota Hilux. Anh chị cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline để trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.